Thưa quý vị, hôm nay học sinh tiểu học và mầm non của Đà Nẵng trở lại trường học trực tiếp sau gần 10 tháng ở nhà học online để phòng chống dịch Covid-19. Các học sinh khối mầm non tiểu học là lứa tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 và cũng là nhóm học sinh mà thành phố Đà Nẵng cho quay trở lại trường muộn nhất. Để tạo khí thế đầu năm học mới cho học sinh lớp 1, giúp các em bớt bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên ở cấp học mới, các trường tiểu học đã cử giáo viên đón các em ngay tại cổng trường, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo. Mặc dù còn khá lo lắng vì dịch bệnh, nhưng đa phần phụ huynh cho biết mong muốn con được đi học trở lại. Trong cho cái ngày mà đi học trực tiếp như thế này, để cho các cháu đến trường hoàn thiện các kiến thức cơ bản, nhất là kiến thức đầu cấp này rất quan trọng. Thì bản thân các cháu còn quá nhỏ và đặc biệt là các cháu nhỏ này cũng chưa được tiêm một vaccine nào, thì tâm trạng cũng rất là băn khoăn lo lắng, nhưng không thể là không cho con đến trường. Sáng nay tôi cũng đến trường thấy cái không khí nhà trường đón tiếp công tác phòng dịch rất là chu đáo, rất là an toàn, thì bản thân cũng cảm thấy an tâm mà cho trẻ đến trường. Đối với các trường tiểu học, nhà trường bố trí phòng học theo buổi sáng, chiều để giãn cách, bố trí phòng cách ly y tế và nhân viên y tế chuyên sâu, có phương án xử lý khi có F0 trong trường học và kết hợp dạy học trực tuyến, trực tiếp. Bên cạnh đó, một số trường tiểu học cũng dành phần quà nhỏ động viên học sinh lớp 1 ngay trong ngày đầu trở lại trường học. Nhà trường cũng đã lên nhiều phương án, kịch bản và đối với học sinh lớp 1 thì nhà trường cũng có những phần quà nhỏ để gửi tặng đến các em, tạo cho một cái không khí vui tươi sau một cái thời gian rất là dài, từ cái năm học là 21-22 đầu năm đến giờ các em mới được đến trường học. Và nhà trường là cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như là vật tư y tế để phục vụ cho cái việc là vừa dạy học vừa là phòng chống dịch Covid tại trường. Đối với các trường mầm non, do việc mở cửa trường học phụ thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương, nhu cầu phụ huynh, nên sang này chỉ có một số đơn vị trường học mở cửa. Trẻ mầm non đi học lại và triển khai bán trú ngay từ buổi đầu. Vì vậy, môi trường học tập, vui chơi cũng như ăn uống vệ sinh đảm bảo an toàn phòng dịch cho trẻ em được các trường đặc biệt quan tâm. Nói chung là do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên bé ở nhà cũng hơi lâu á, thành ra là nghe được cái thông tin mà cho được đi học á thì mình cũng mừng, tại vì là chuẩn bị lên lớp 1 rồi cho nên là cũng mong là bé đi học để có cái kiến thức cơ bản, cái nền tảng cơ bản để lên lớp 1 bé học nó dễ dàng hơn á. Trường cũng rất là chú ý trọng tâm vào cái giữ, gọi là mình giữ đến mức độ là an toàn tốt nhất cho các cháu cũng như phụ huynh và các giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Là nhà trường chúng tôi thì cũng có là bác sĩ ở trong nhà trường và cũng theo dõi rất là sát sao. Tiết học đầu tiên, các trường tập trung hướng dẫn học sinh cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ở bậc tiểu học, trong tuần đầu tiên chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày, chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu, phân chia buổi học đối với các khối lớp.